Hồi mình mới biết tu, hồi chưa biết tu, mới vô chùa ở nhà, chưa biết đi kinh hành gì hết á. Nam mô A Di Đà Phật, ngó tới ngó lui chân đi tùm lum hết trơn á. Tại vì không biết gì hết. Em có ông bà quát lại, con. Nam mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải nghe con. Kệ bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mà lỡ chữ Phật mở chân trái cái lật đật lên. Để làm sao mà bước cái chữ Phật cho ngay phải á. À, cái này là núi sông không là núi sông nè. Hồi xưa không biết gì hết, đi cũng có sao đâu, có ai bắt lỗi bắt tội gì đâu. Rồi tới hồi mà biết là phải chân trái, Phật phải chân phải, mà lỡ đi hai ba bước cái chữ Phật ngay chân phà chân trái rồi cái lật đật lên, phóng phóc 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 lên Phật. Rồi có nhiều khi còn dồn lên đẩy bàn trước nữa chứ.